ARK dẫn đầu trong cuộc đua ETF Bitcoin. Quỹ ARK Investment của Cathie Wood đã sửa đổi hồ sơ đăng ký để thành lập ETF Bitcoin Spot và ký kết thỏa thuận giám sát song phương SSA. Điều này có thể khiến ARK Investment trở thành đơn đăng ký ETF Bitcoin Spot đầu tiên được chấp thuận và nộp hồ sơ sớm hơn cả Quark. Sàn giao dịch BOBZX đã sửa đổi hồ sơ 19B4 cho ARK 21 Shares Bitcoin ETF. Spot ban tổ chức SSA được hiểu là một thỏa thuận giám sát song phương giữa sàn giao dịch và một nền tảng Spot Bitcoin có trụ sở tại Mỹ. Các công ty khác như WisdomTree, Invesco và Vaclio cũng đã đề xuất thành lập ETF Bitcoin với thỏa thuận giám sát SSA.